Hi, xin chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Điện tử Quảng Nam ha. Thì hôm nay em có nhận được một cái đồng hồ kim Pro Kit. Thì khách báo là đo nhầm để que để thang X1 nhưng mà đo vào điện 220 và đứt cầu chì và thay rồi. Bây giờ tình trạng là bật thang X1 nhưng mà kim nó không lên được chủ ha, không về số 0 được. Và thang nhân 10K là mất luôn. Bây giờ để mình đo thử cái thang điện AC này còn hoạt động không. Rồi, ok, vẫn còn hoạt động ha. Bây giờ mình sẽ mở ra để kiểm tra thử ha các bạn. Ồ, cái đồng hồ này sao nó dùng có hai viên pin 1,5 V vậy ta? Tức là nó có 3V thôi. À, bình thường thì những cái đồng hồ kim á các bạn, nó sử dụng thêm một viên pin 9V nữa để cấp cho cái thang X10K á các bạn. Mà sao cái đồng hồ này không thấy ta? Để mình mở ra xem thử ở trong nó như thế nào. Đây các bạn, thì bên trong này cái đồng hồ này khá là xịn ha các bạn. Hoàn thiện chất lượng khá là cao ha. Thì ngay ở chỗ này mình thấy có một con IC 8 chân ha các bạn. Thì mình nghĩ con IC này là con IC boost thôi. IC boost từ 3V lên 9V để cấp cho cái que cái thang X10 ha. Và mình cũng không không đọc được cái mã của nó làm cái mã rất là mờ, không có mã luôn ha các bạn. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào đo thử xem là nó có phải là con IC boost hay không ha. Mà sao nó mất cái thang X10 ha. Nếu mà nó không có nguồn 9V thì nó mất cái thang X10 là đúng. Bây giờ mình sẽ dò cái chân nó thử nó đi đâu hả các bạn. Rồi, bây giờ nãy giờ mình đã đo đạc, mình đã dò mạch xong hết rồi, mình đã hiểu được nguyên lý của nó một phần nào rồi. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào và chia sẻ cho các bạn xem là nó bị ở phần nào ha. Và mình cũng đã biết nó bị hư ở chỗ nào rồi. Và bây giờ mình sẽ sửa chữa và chia sẻ cho quý anh chị xem là nó bị hư cái gì và nguyên lý hoạt động của nó ra làm sao ha. Và mình chưa sửa chữa nha các bạn. Đây nha các bạn, mình vặn cái nấm điều chỉnh lên hết cỡ rồi nhưng mà kim nó vẫn không về không được ha. Rồi bây giờ mình, lúc nãy mình như lúc đầu mình đã nói con IC này khả năng là con IC boost và nó chính xác là con IC boost là 9V hả các bạn. Thì cái chân cấp nguồn của nó, quên nữa mình bật qua cái thang đó, đó chính xác cái thang, cái chân cấp nguồn của nó là chân số 3. Khi mà các bạn muốn nó có nguồn á, có nguồn cấp cho IC, các bạn phải bật qua cái thang X10 ha. Đó các bạn, thì cái chân số 3 và chân số 8 của nó là chân cấp nguồn cho con IC này ha. Chân số 8 là chân âm và chân số 3 là chân VCC ha. Số 3. Rồi, nó có 3V ha.
Thì các bạn xác định cái chân đầu ra của nó, đầu ra của những con IC bot thì nó có đó các bạn, đây ngay cụ hai đầu này hả các bạn, nó lên được 9V ha. Như vậy là nó là con IC bot và nó bị chập cái con diode này hả các bạn. Thì ở đây có ba con diode, mỗi con diode là nó bảo vệ cho một cái tính năng đo. Ở đây thì một con diode bị chập là do cái tính năng độ ohm này, nó của một cái tính năng độ ohm ha, của một chức năng độ ohm này nó bị chập. Thì con diode này nó nối song song với cái gọi là gì ta, gọi là motor trên đồng hồ kim đi hả. Mình đã hở một chân của con diode lên rồi ha, đấy các bạn thấy không, chân 10K hoạt động bình thường ha. Trên bật xuống thăng X1, thăng X1 nó vẫn ok hoặc là bình thường rồi ha. Thì ở đây có ba con diode, nó sẽ bảo vệ cho ba chức năng. Thì cái con diode mình vừa mới hở cái chân này á, là nó bảo vệ cho cái chức năng đo ohm, và hai con diode vừa rồi á, nó sẽ đảo bảo vệ cho mức chức năng là đo DC và một chức năng nữa là đo AC. Thì con diode này nó tương tự như cái con diode đo diode Zener á, nó một có một cái mức điện áp để bảo một mức điện áp để bảo vệ hả các bạn. Khi mà các bạn cấp nguồn vào vượt qua cái mức điện áp đó thì con diode nó sẽ thông luôn ha, nó sẽ dẫn qua trước cái gọi là cái motor quay ở trên đồng hồ kim á, cái đĩa quay kim á. Thì cái trên đó nó quấn cái di đồng rất là nhỏ, cho nên người ta dùng cái diode này, người ta nối song song với cái motor đó. Khi mà cái điện áp nó vượt qua ngưỡng, ở đây thì cái mức điện áp ở đây nó chịu là 9V ha, thì con đi mức điện áp nó 9V của cái điện áp nó bút lên á, thì con diode này thế nó cao lắm thì nó chịu được là tầm 10 hoặc 15V. Thì nó vượt qua 15V thì bắt buộc con diode này nó phải dẫn thông. Dẫn thông thì nó sẽ dẫn thông trước cái motor. Cái motor thì nó sẽ quay cái điện về, nó làm đứt cầu chì ngay lập tức. Thì con diode này nó có tên là diode TVS ha các bạn. Nó có cái ưu điểm là nó đáng tin cậy hơn, cái độ bảo vệ nó đáng tin cậy hơn cái con diode Zener nhiều. Bây giờ mình gỡ con diode ra thì cái đồng hồ nó hoạt động bình thường rồi ha. Đấy các bạn, ok ha, điều chỉnh bình thường, rất là bình thường ha. Nhưng mà mình phải kiếm con diode mình gắn vào. Nếu mình không gắn con diode vào thì vẫn đo hoạt động bình thường thôi, nhưng mà nó mất đi cái tính năng bảo vệ. Cái tính năng này cũng khá là hay à. Đương nhiên là đồng hồ nào nó cũng phải có cái tính năng này, nhưng mà nó dùng cái con diode TVS này thì khá là xịn, tại vì cái con diode TVS này nó độ tin cậy nó khá là cao ha. Bây giờ mình sẽ kiếm một con điện trở mà đo thử xem là nó có chuẩn hay không các bạn. Mình lấy được một con điện trở 50 ohm ha, và mình đo thử đấy, nó là 50 ohm chuẩn luôn ha các bạn. Ok, nó có lệch một chút ha, một chút thôi, một gen thôi. Ok, như vậy là khá là ok ha. Thì bữa sau mà các bạn có gặp cái tình trạng như vậy á, thì các bạn để mình kiểm tra lại với cái đồng hồ khác thôi. Ok ha, chuẩn, quá chuẩn ha. Thì bữa sau mà các bạn có gặp cái trường hợp như vậy á, thì các bạn cứ đè đầu ba con diode ra các bạn đo xem, thì con nào chập thì các bạn thay là đảm bảo ăn ngay ha các bạn. Và bây giờ mình sẽ kiếm một con diode Zener mình gắn vào, con diode Zener tầm 15V thôi, để cho các bạn chống đo nhầm cái thang, để thang X1 mà các bạn đo nhầm qua thang 220 thì chắc chắn con Zener này nó sẽ chập ha, và nó gây đứt cầu chì. Nếu mà không có những con diode này nó nối song song với cụm motor thì chắc chắn cái motor nó sẽ cháy trước cái cầu chì hả các bạn. Tại vì cái sợi dây đồng mà nó quấn ở trên cái motor nó rất là mảnh, nó mảnh hơn cầu chì nữa ha. Ok hả các bạn, đây quý anh chị,
Và em sẽ bỏ con diode Zener vào lại vị trí này ha, để cho nó có được cái chức năng bảo vệ ha. Và nếu anh chị, quý anh chị và các bạn xem thấy hay, thấy hữu ích thì quý anh chị cho em xin một like và một lượt đăng ký để em có cái động lực để tạo làm những video mà nó hay hơn nữa ha. Xin cảm ơn quý anh chị, cô bác đã xem video và bây giờ em sẽ lắp lại hoàn thiện và sẽ đo lại ha. Rồi ok ha các bạn, mình đã lắp hoàn thiện và bây giờ mình sẽ test lại chuẩn ha các bạn, để thăng X1 và chỉnh kim về số 0 để đo điện trở 50 ohm ha. Rồi số 50 quá chuẩn ha các bạn, và để thăng X10 thì kim phải lên số 5, ở đây thì không lên số 5, để mình chỉnh kim về số 0 lại đó. Rồi bây giờ mình chuẩn nè, mới đo lại ha, số 5 là ok ha các bạn, ok quá chuẩn ha các bạn. Như vậy là ok ha các bạn. Như vậy thì chúc các bạn thành công ha. Và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở trong video tiếp theo ha. Xin chào và hẹn gặp lại ha.